Hai, xin chào tất cả mọi người. Chú Lợi đang cắt nốt mấy cái lưới sắt này đi anh em ạ. Là mình nới rộng ra nên mình phải làm cái lưới thêm này đi. Đây, để đỡ đất đấy, để đỡ đất sét ra ngoài này, bởi vì lúc trước ấy thì nó mái bên trong rồi cơ. Đấy. Cái này mình phải làm cái lưới ra thì cái này mình phải cắt lưới ra. Còn lát mình rửa xe nữa. Để lấy đất sét ra. Công nhận là làm kiểu này khui đất ra kỳ công kìa. Khoan. khoan luôn. Qua đêm cưới người cũ mà còn Nguyên nó khóc. Nguyên nó bảo là người cũ đi lấy chồng ấy, nó khóc. Thế là không ăn nổi rồi chạy về. Nay mới về mới bắt đầu làm tiếp. Làm đến đâu còn phải đỗ. Nguyên ơi. Đừng buồn nhé. Đừng buồn nữa nha. Lấy lưới ra thôi, mới lại lấy đất ra thôi. Cái cây này mình vẫn giữ nguyên. Cây này mà lấy đi thì chỗ sau này mình cái nhịp bước mình bước lên nó yếu. Hoặc vô tình nó rãnh vào đây. Yếu, bắt buộc mình phải giữ lại cây. Đúng rồi, dế mấy rãnh cho anh đi. Dạ. Anh lấy đất nó cát ra, hôm nay nó đục cái lỗ đó này. Để lỗ phát khí mà. Xong rồi thì mình còn lát mình rửa đi. Mình rửa. Hút vào cái thác đi kìa anh mà.
rồi mình đang dọn hết hai bên này, hai bên hông chiếc xe đi để bọn nó lăn nữa, bọn mình sẽ tiến hành là xịt rửa anh em ạ. Vì bên trong thì xe nó toàn là đất cát các thứ thôi, nên là bọn xịt rửa đi không được. Đấy, anh em thấy không? Mình đã dọn sạch sẽ hết cả đầu cả mọi thứ xung quanh hai bên chiếc xe rồi. Đó là rửa bên trong. Đấy. Đấy mọi người nhá, xịt luôn đi. Không biết là làm một cái đục đất khuôn kiểu này rất là khó nhưng mà cũng ok. Ủa. Đường ống dây dẫn dầu Phương Đông à? Đường này như kiểu ai làm ấy, kinh khủng ấy, bị đánh cắp rồi hay sao mà thấy có những cái lỗ này vậy? Đúng rồi, khoan dầu trái phép vào các đường ống này, chắc là do sinh viên không quản lý cẩn thận thôi, lại đi cắp người yêu ăn cưới, cắp người yêu chồng phá người yêu lấy chồng ở xa không biết ở đâu. Ở đấy. Em phải cho nó lên tấm này chứ sợ lát nữa đắp nhầm đấy em ạ. Nó có vị trí của nó mà. Cái ống này có vị trí của nó mà. Từng tấm một là có một vị trí của nó ấy. Chứ lệch đấy chú Lợi nhỉ. Đây gì? Em nhìn đúng không? Cái này bên này, cái kia bên kia đây. Nhưng em có đặt ở ngoài kia cho một chút rồi. Ừ, đặt lát nữa để cho nó đỡ con hối. Vậy nhưng vẫn quên đấy. Ừ. Sao? Chú mới tin tưởng là 6. Tin chứ. Tin chứ. Không đáng kể. Tuy nhiên không đáng kể. Chưa. Có lòng tuy nhiên không đáng kể. Là ai nên xong chưa để đó. Em cứ lắp cái đi vào đi. Tao để đấy làm gì? Cái đấy là lắp vào. Lắp được cái nào lắp cái đây. Chú tin cháu. Ô, phải thì sạch sạch cái này đi chứ. Cái sạch gì à? Lấy cái không lấy xẻ gạo đi được à? Em đang định bảo là để cái này xịt rồi. Xịt rồi á? Nó ghét đâu, nó tàn là chỗ dựa nó. Không, phải dựa, lấy cái xẻng và cạo đi qua là tốt. Chứ lát nữa nó lại bịt mất cái lỗ này, lỗ quan trọng đấy, lỗ này lỗ hút gì mà. Hút, hút lỏng đất mà. Em để ra ngoài này, để nó lại hơi ra đấy. Chắc em để ra chỗ nào ấy, gạt ra. Không nhìn cháu à, sắp cho lắp độ rất là ghê mà. Quá. Mất hẳn rồi. Mất luôn rồi, mất. Tập lâu rồi. Tập một khi nó thiếu mất luôn. Tập 2 là cái viên chính chắc xuất hiện nữa rồi. Có một ít nào nhé, nó mắc rồi đây. Lấy hết đi chứ không tí nó chảy xuống nhà lên cái bùn đó. Rộng rồi. Đấy, hiện tại thì bây giờ là anh bắt đầu là rửa rồi anh em ạ. Đây, rửa toàn bộ cái body đi chứ không thì nó bên trong ấy, cái bề mặt của mình ấy có thể là do khuôn đợt trước của mình nó bị dính anh em ạ. Đây này. Này, mình cho anh em xem này. Đấy, xịt rửa mà vẫn còn dính này. Nhôm nhớp này. Đấy. Toàn bộ mặt trong ấy cả, anh em thấy bên kia không? Bám dính rất là nhiều luôn. Đấy, bên trên giờ cũng vậy này. Kè bẩn nhèm luôn này. Kinh thật đấy. Này, rửa ấm chưa? Sợ thật. Nói chung là kiểu là mình bị cái khuôn đất sét ấy, lúc ấy bọn mình này nó ướt quá. Thế là nó dẫn đến tình trạng là bị dính khuôn anh em ạ. Đây, đúng rồi, thì tất trong thì lại hướng này nhé, vào máy anh nhé, góc này, góc bột cột này này. Thì đi, rồi ạ.
không? Anh cứ chỉ lại trong dâm đưa đưa cơ, đừng có đưa vào một bài cứ chụp chụp vậy. Đúng rồi, vô nè. Đúng rồi, chị ấy anh, chị một tướng anh. Đúng rồi, ở kẽ đấy đừng nhá, đừng. Ừ, kẽ chưa này chỉ là trên trần thôi, ở hai bên cả ngang, hai bên cột đá đừng thịt. Anh sang bên này thôi. Thế chú lợi em bảo có khách bên này anh em. Đây này. Thì ta kinh khủng như em mà. Ghê không? Bên này mình đang có khách hứa thì không biết. Xem tình hình thế nào. Tây nó làm cái này này nó đền miếng như này nó cho lóng lên xong rồi là nó cong nó áp sát vào cái nó làm bọn xong nó mài nó đánh bóng bọn Tây nữa. Xem nhất là xem cái thằng Nhật nó làm đèn nó cuốn thì thôi rồi. Vâng. Cái miếng này vỡ này là nó cắt thành miếng đỏ thì miếng đỏ, meca đỏ, gọi meca đỏ, meca trắng xong nó hơ lóng xong nó cuốn vào xong ép nó mài đánh bóng phải nói mẹ nó chế như thế zin luôn. Mẹ đẹp hơn zin đi. Xem cái bọn mẹ về thằng Nhật nó làm nó sửa đèn mít ạc mít anh tàu phượng đó. Pakistan nữa. Ai Pakistan thì không chơi, ai Pakistan thì mẹ nó Hàn ấy. Nhìn rất hay vào cái phá đấy cho nên tại sao bảo là đấy. Còn tháo đi thì đơn giản nên nó tháo đấy. Chú anh sắm nó xe nẻ xuống. Ui. Đẹp vậy mà. Đang xem độ. Ui. Xe người ta độ anh, lên. Anh độ vàng vào đấy à? Thì đã bảo à, bạn của bạn ở đây không ai có thì của tớ cũng không ai có. Vâng. Hai thằng mới gặp nhau được. Cái này đẹp này. Cái bước chân bực chân chất chưa? Riêng cái này thì là cá nhân hóa. Vâng. Còn cái này là của cái này nó là cái gì đấy anh ạ? À nó là đề can. Đề can á? Đề can kim cương. Ô. Em sờ vào như kiểu kim loại mà. Ờ em thấy anh dán đấy cả cái này. Ui, cái lăng trước xem hết thì anh. Em xem cái mặt cái lăng đấy nhá. Ui. Cái lăng cho điện ở. Đây đây. Ôi giời, đây nè. Cho điện lên cho chú một tí nữa mất công. Em tưởng nó là kim loại đấy. Đề can, đấy đẹp không?
đấy, kỳ công vậy em à. Ui tốn công lắm, không phải đấy, dán là đồ chơi các khác nhỉ. Ôi cũng tốn tiền lắm, đồ chơi mới tốn tiền, đồ chơi những loại này kinh khủng luôn đấy. Này là ban nắng trông này thôi, nắng nó chiếu vào à thì... đây anh xoay vào đây em này đấy đấy rồi à. Vậy nhìn trong máy khó nhìn, nhưng mà bên ngoài nhìn mắt đúng thường rồi. Mắt thường nhìn nó mới biết được. Anh cũng độ bi gầm các thứ này đủ này. Ôi nguyên bản của nó chỉ mua bóng gắn vào thôi. Vâng, tất cả nguyên bản chưa ý là không gì. Không cần phải không, cái hút nó có sẵn rồi, bóng gắn này. Vâng, bi này là mua bóng gắn này. Vâng, đời này nó có bi hết tất cả đây. Vâng, chứ không phải là đời kia. Bản này vẫn là bản yếu, nhưng nó là máy xong một cầu. Cái này anh dán đèn. Anh dán kiểu này đẹp này. Ừ. À đấy, à, nhựa của nó là mấy năm nó bị oxy hóa, nó bạc hết lên, nên là dán luôn sợi carbon đấy. Quá em à, gửi đi em có gửi gì không? Đúng chưa? Em gửi đi gì ạ? Em có gì gửi đi đâu nhỉ? Vâng vâng. Bấm phát giải lên phát. Vào khó nhá, vào khó để mua xem có cái đèn cái loại này. Có lần chỉ lần. Tuy xe đẹp thật anh ạ. Bất cả. Ở sao chú Lợi ấy đang làm ấy chạy đi mất. Chú Lợi ạ. Bố đang làm với chú Lợi đi mất. Hả? Đẹp thế. Cái này dán gì hả mà mấy chục nghìn một cả cái chỗ này 100.000. Đó. Cả cái chỗ này dưới này. Cái bậc này đẹp này. Bậc này đẹp này. Em mua về dưới này dán thôi dễ rẻ. Dưới này có rẻ mà. Bậc này vùng vàng đấy. Đợt này vàng đang lên giá, vàng trong nước và quốc tế đang lên giá mà anh ấy gắn vào đây là. Ôi, đổ hẳn khối vàng luôn. Khối vàng. Thôi chào anh em nhé. Anh về luôn à. Với nhau chơi với nhau đấy. Mình là cũng cái thiệp mình hiểu đâu ra là đam mê. Thì này phải gặp cái anh em đam mê mới nói chuyện được. Nhưng mà không gặp cái anh em đam mê thì nó khó. Vâng. Cái này nữa đây. À, ai rồi? Cái này đâu có 2.7 anh? Thì nó là dòng 2.7. 2.7. Nguyên bản. Không bớt, không xét. No. Cái này có đèn hết mà, đấy mua như mỗi cái này là đấy, mẹ cái này mà đổ được cái khe. Ồ, đấy. Cái này là cái này làm sao đây anh? Ồ, anh Tháo anh muốn mang vào để gì cái vây cá đây. Đó hỏi là hỏi thế gì? Ừ, giật mình. Ồ. Mang vào để đổ một cái đèn chạy đọc vậy. À. Hỏi nó đấy. À. Bảo sao em thấy tự nhiên lại thiếu đoạn đấy. Anh cũng cái này cũng gắn lên đúng không? Chính xác. Nhưng mà đèn nó nháy nhiều quá, mình không thích, mình bịt con mẹ này này. Đi lại luôn. Mấy này mình gạt công tác đi rồi. Nó phải được. Có công tác nó gạt nên mình cần chó. Bộ ta bộ ghế này làm hết loại ra lắp ba này thì chục triệu. Khá lắm tiền trần à. Gần 20. Ra lắp ba hết. À. Của nó là màu lô cà phê mà. Cái này anh làm ở đâu? À, ngoài thằng đây nhá. À chỗ trường Tân Lập lại rồi. Đạt. Ba cái xe mang lên đấy nó làm hết. Đạt té làm cẩn thận hết. Chính thằng đấy nó làm mà là không phải chê em không. Tay làm tất cả làm một cẩn thận. Thôi chào anh em nhé. Dạ vâng. Chào anh nhá. Ui, đẹp chưa? Anh nhá, anh về nhá. Chú Lợi ạ. Không náo thời gian và chơi anh ạ. Đẹp thì chứ nhỉ? Mất tí thời gian của anh. Ờ, không sai anh ạ. Vậy mới hay. Anh em thích kiểu này. Ui, ô xe đi đâu ấy? Đây. Ôi đi xe đi lối đấy. Căng đấy. Ấy ấy chú ạ. Ấy 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 anh mong. Dạ chứ. Dạ. Fortuner. Đẹp mà. Vào thử xem nào có anh chỗ mình có độ đèn không ấy. Anh muốn vào nhờ mình độ đèn cho cái vây cá đấy. Vây cá đằng sau đúng không chú? Nhưng mà xe này anh thiết kế cũng đẹp. Ý là mic đồ cũng đẹp, cũng không gì quá, không màu mè quá nhưng ok, tổ ổn nhỉ. Vừa, nhìn nó sang ấy, không sang chảnh quá mà cũng không phô trương quá. Vâng. Hợp lý. Đẹp hết đấy. Đẹp. Hay độ đấy chú nhỉ? Ôi ôi. Ô tô lại lối này. Thoải mái mà đường này vẫn đi được. Mà ví dụ con này mà đang đi xuống mà một cái xe mỗi hôm chở đất đi xuống là thôi. Ô, sắp xong rồi. Mình phải độ con vi này lên như vậy chú ạ. Cũng vàng các thứ cá nhân hóa vào. Cái này cho vàng mà đẹp lắm. Xong là gì đắp một cái vây cá trên đó. Vậy chất quá chú ạ. Vi này cho màu vàng vào.
Thôi chứ ạ, không có đâu. Hai chứ không phải. Ủa này, đúng rồi. Quá. Phải cẩn thận nhé, né. Lắm đất. Lắm đất đấy. Sao mà kiếp khủng thế nhỉ? Thế là rồi đang vòng bánh này. Đây là cái này nổi bánh lên là cay được cái bê sơ ra này các bạn. Đây Dũng đang chăm chú. Lượng nước ở trong đây khá ảnh hưởng đến đất ấy. Đất ở trong này khá nhiều luôn. Cái này các bạn phải cắt bớt bớt đi. Đấy anh em ạ, nguyên cái khu vực làm việc của mình thì hôm qua đã dọn đẹp rồi nhưng mà hôm nay đã bẩn thêm nữa kìa. Ấy kìa. Bởi vì không tránh khỏi đâu anh ạ. Đây hôm nay đống đất. Đống đất to chưa? Đống đất này cái này là khoảng hơn 2 tấn đá tụ vào đây rồi. Đấy, ngày 1 ngày 2 là phải xây cái bờ nguyên dọc cái rồi này, hoặc là phải kè gạch lên để phủ cái bạt lên. Nó mới không bị bay cái hơi đất lên. Xong rồi nó bay nước đi là nó sẽ khô. Thực ra cái này trông rất là trống trải luôn ở trong xe này. Đây anh em xem. Nó quá là trống trải luôn đấy. Chả có cái gì luôn. Sao Dũng? Có cái gì nói các bạn không? Các bạn ơi, cái đất này nó hơi khó ra các bạn. Còn mấy chỗ khó ra lắm. Khó ra. Khó ra lắm. Phải đợi cho nó ướt mềm đất ra ấy. Xong rồi là cái đám đá được nhặt này, cái áo này có ra đâu. Mình phải đợi cho nó, tại vì nó khô quá nó không ra được, phải xịt để ẩm một chút. Xong rồi là tí xịt lại. Ấy ra này, vào đâu. Đấy, đám xịt ra đi. Đấy, đám xịt ra máy đi. Lúc đầu không ra. Anh em có thấy khi ở trong cái khoang xe này có cảm thấy rộng rãi không? Quá là rộng luôn này, đấy. Quay một vòng cho anh em xem mà vẫn rất là rộng rãi. Mai chắc là lắp cái cây sơ này cho. Hả? Mai lắp cái cây sơ này cho nhìn nó đẹp. Cây sơ á? Đúng rồi. Ngày mai bọn mình sẽ thiết kế đến cái phần cây sơ. Thì nâng được khung xe lên rồi sẽ lắp cái cây sơ vào. Gọi là, như mình gọi là cái bát đấy. Đây. Cái này sẽ phù hợp mấy đường sau. Đây nha. Đấy. Cái này phù hợp cho đường sau thì lắp vào đây. Thay cái ngắn ở trong này đó. Đây. Thay cái ngắn này đi. Chưa biết là nó có vừa hay không, bởi vì cái lỗ này hôm trước ấy là bọn mình làm 6,7 thì biết hôm nay là tụi đi làm có đúng không. Nếu mà sai thì phải chịu. Sai là chịu trách nhiệm nhá. Sai thì cháu chịu. À, quen đây, nói thẳng với các bạn nữa, sai thì đúng chứ nhá. Các bạn cứ yên tâm. Hả? Các bạn cứ yên tâm sai. Đấy, bởi vì đây là cái lỗ này nè. Là đợt trước là bọn mình lắp vào cũng đã bị hơi chật rồi. Bây giờ cất vào đây á. Đấy. Hai cái, bốn cái ở đây luôn, bốn cái ở đây thì giờ với gầm đi, nhau xuống chưa, phong tan chưa, bốn tang mới nữa bọn mình đã lắp bánh, lắp mọi thứ, phacer đợi vào để đẩy ra hạ khung gầm xuống, làm khung gầm bên trong,
nữa là ok. Đây này, cái này là cơ đấy nó hơi bị đây, kiểu mé dưới đấy. Cái này thì ok nhưng mà đây mé dưới này. Hôm nay kiểu dán không được cho lắm cái vải vải cứng ấy. Nó không có vải cứng cho nên là cái lượng nhựa thì nó có nhưng mà vải cứng không có. Nó chỉ có cái vải bông thôi, nó yếu thì nó bung ra. Đấy thì mình sẽ phải sửa nhá. Hai cái này nó là mé trên mọi người. Đây này. Cái này là mé trên. Cái mé trên là mình dán ngược nó rất khó. Ở mé dưới này thì đầy đủ các sợi vải. Hai bên đều như vậy luôn. Đây. Cái này cũng mé trên này. Xong là thông thả là cái này mình sẽ xử lý luôn. Để chứ để lâu nó hỏng mất. Nó biến dạng mất. Đấy, anh em thấy hai cái này đồng đều không? Rất là đồng đều luôn. Thời gian tới là mình sẽ làm sao để cho nó khớp được vào tất cả những chi tiết bên trong kia. Ờ đúng rồi, ở mép trên này phải xịt cẩn thận nhá. Trong gầm này phải xịt cẩn thận đi chứ không nước nó nhiều lắm. Đất nó nhiều lắm. Sau khi rửa sạch thì bọn mình sẽ làm tất cả những cái khung đỡ nhé, khung đỡ là vỏ. Xong đó mình gắn cái đường tai. Ví dụ như cái đấy bọn mình đây cái đường này, mình sẽ làm cái gờ xuống. Mình sẽ làm gờ xuống. Khi làm gờ đấy, khi làm gờ xuống thì bọn mình sẽ có một cái đường điểm để bắt sau này. Ví dụ có bắt đất, bắt ốc xuống hay là mình có thích cắt thì cắt. Nhưng mà mình cắt ra cái, khi mình cắt ra thì nó có điểm bắt. Có điểm để bắt ốc đấy. Nó gần như tháo từng cái module một, tháo từng module một ra. Thì khi tháo module ra thì nó bọn mình làm như thế thì dần dần nó chuyên nghiệp hơn một chút. Còn như là trước bọn mình cứ dán chết nhiều cái thì là rất là khó. Đấy, như lần này nếu mà bọn mình cố gắng là làm gắn module từng cái mảng một khi tháo ra hoặc là mình có bỏ ra mình ngoài mình sơn đi chăng nữa thì cũng rất là đẹp. Còn không nữa để trong đấy sơn vẫn được, nhưng mà những cái chi tiết mà nó tháo rồi thì mình tháo rồi ra để cho nó nhàn. Đấy. Bắn đi. Bắn lắm. Dũng này nó chí đẻo sao? Dũng chí đẻo à? Dũng. Để lấy đất ra để cho nó sạch sẽ đi, cái đất này bẩn đất này, cái gì nước bề mặt chứ. Đây. Đây là nó quá là nhiều đất luôn ở dưới đây luôn, bởi vì cái này nó tàn kiểu màu màu thôi là nó chảy những cái lối này. Đấy, đấy bọn mình đã có ngăn thêm một cái đường cứ ở bên trên kia gạch qua mé dưới này là nền cho nó chảy từ trên này chảy xuống dưới này là nó chảy, cái đấy nó chảy vào ra cái lỗ cống này là nó chạy đi mất. Đấy, xịt xòa cho anh em. Đấy, ở trong cái nếu mà ở cái góc này thì trông nó hút hát này tàn tu ngay. Như kiểu con xe đã bị xử lý tháo nát rồi đấy. Nhưng mà đây mới là cái công đoạn đầu tiên. Công đoạn đầu tiên này thì sau này sẽ có những công đoạn đẹp phải không Dũng? Đúng. Ở. Đúng rồi. Hôm qua ăn cưới thế hả? Ngon không? Hôm qua ăn cưới hả? Ông có cưới người yêu cũ Hồng Nguyên đi. À, thấy cũng được. Ăn cũng được cả. Lắm nhắm không? Cũng hơi nhiều đấy. Hôm qua nó khóc về tham số nó. Vì là cũng biết là sao được bây giờ. Mình cũng có cá hơn đâu. À cũng vậy à? Đúng vậy. Cũng vì người cũ bố ạ. Chả lẽ này bây giờ là lá lành, à lá sách đùm lá lắm. Ê, chán lắm. Chú Quy đây là
tại nhá, ở trong cái nhóm này là hầu như là toàn bị người yêu cũ bỏ thôi. Mà khai màu là Dũng, xong rồi đến Nguyên. Xong đây cái nền này. Nền này cũng khá là nhiều những đất đây này anh em. Đây này. Cái khu vực này mình sẽ làm gọn ghẽ và rửa sạch tinh đi. Sau khi đó bắt đầu mới xử lý được phần bên trong. Bên trong hàn mô đun này, hàn làm tà gờ này, xong là hàn sắt đỡ này. Đấy, mà khi hàn được sắt đỡ vào thì lúc đó nhá, những cái chi tiết đấy là nó cứng lên rất là nhiều luôn. Mình cũng rất muốn là làm thêm những cái gân đấy, đường gân đấy, nhưng mà hiện tại thì phải rửa sạch đi thì bắt đầu mới làm gân được, mới dán gân được. Nếu mà mình không rửa sạch đây thì giữa sự liên kết giữa dựa mới lại cái đường gân đấy nó khác nhau, thì nó qua một cái lớp đất sét thì nó sẽ bị bong, nó mất, nó không chắc. Cho nên là mình sẽ phải rửa sạch tinh đi kỳ, để một lúc nữa nó ẩm đất trong kỳ xịt lại phát nữa, xịt tầm căng lại phát nữa thì may ra mới được anh em ạ. Chị ở dưới gầm chị lên. Hả? Như mình cảm nhận được cái con kho này rất là ok luôn ấy. Nhưng mà khi nó chưa hoàn thiện thì mình cũng chưa biết đâu mà mò. Nhưng mà khi nó hoàn thiện vào thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình ảnh của một chiếc xe kho múc tan đẹp. Đây, cái đường này mình cũng phải cắt rất là cẩn thận. Đúng rồi, xong rồi lúc nữa vào đây nhá, xịt qua cả cái tấm này nhá. Đây, cái tấm nắp capo này thì bọn mình cũng chưa có xịt, chưa có rửa, lúc nữa phải xịt qua đi nắp capo này để gọn vào đây chứ sợ nó bị biến dạng đấy. Phải để theo có chiều tự nhiên, nếu mà mình để ngửa ra hoặc là mình úp xuống thì nó vô tình nó biến dạng. Như mình để như này là theo cái chiều đứng thì nó chỉ chịu lực đứng từ trên xuống thôi đấy, cho nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, không bị ảnh hưởng nhiều về cái độ co vặn, mà mình cứ để về lực nó dồn xuống thì cái chiều ấy nó đỡ hơn. Đấy là theo những cái module hoặc là những cái nắp capo của con Ferrari hay là con Bugatti hay là con Pagani đấy, thì tất cả những con xe đấy thì mình để ra ngoài mà mình không gì mình thấy nó vặn. Nhưng mà những cái chi tiết nào mình để đúng thì đó, cho nên mình sẽ để nguyên như thế. Đây là bên hông còn lại. Đấy, bên hông còn lại một chiếc xe. Đấy, chi tiết này phải xịt ở dưới, bên dưới mới làm mới hết. Khá nhiều đất đây anh ạ. VT500 bản độ. Bản này bản độ cánh gió ra mới lại đầu ra mới lại thêm một chi tiết nữa là cái hốc gió, cái đường đuôi kia nó cũng rất là nhiều những cái cản gió dưới đấy. Và mình thấy những con xe GT thường ấy nó không có. Đây, như bản này rất là ngầu luôn. Sau khi mình làm xong mình mang ra ngoài đường ấy thì mới biết được. Còn hiện tại giờ thì còn đang ở trong khung viên chật như thế này thì chưa nắm được như thế này. Nên chắc chắn là xong rồi mình thấy sẽ ok và đẹp đẽ.
xong kẽ rồi đều chưa xịt quá là không thể ra được đất đấy. Đấy, đất lượng đất ra rất là nhiều luôn. Cái thời gian để chế tạo ra để chế con xe Ford Mustang này không biết nó là bao lâu, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ nhanh hơn con Zeco, bởi vì con Zeco ấy nó về cái công đoạn mà mở cánh cửa đấy, thì mình thấy nhiều bạn rồi thì nhiều anh em xem rồi cũng bỏ cái cánh cửa cái phần khó nhất, nhưng mà bọn mình thấy cái phần cánh cửa đấy cũng khá là khó, và lại cái cánh gió của nó cũng to, tức là cái cánh gió của con Zeco cũng khá to. Của con Ford Mustang này thì bọn mình đã làm cánh gió cũng cố gắng để làm theo phong cách gọi là ép một lớp, một vài lớp sợi chịu lực, xong ở giữa nó là xốp cánh gió ấy, cho là xốp thì nó rỗng ruột, nhưng mà bên trong nó có xốp thì nó vẫn cứ có độ ràng ấy, nhưng mà cái xốp này xốp rất là nhẹ nhá, mình cầm những xốp nhẹ để mình làm lõi cốt bên trong, thì khi mình bọc bên ngoài thì một lớp vừa cũng được đấy. Còn nếu mà mình làm mà bừng đông đặc, hay là mình cho đất sét vào bên trong thì nó lại bị rỗng ruột thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó kỳ công hơn đấy, khi mình mài không cẩn thận nó lại bục ra mất đấy. Đấy là cái điều khó nhất của bọn mình, thì bọn mình sẽ tiến đến là làm xốp, tức là cái xốp lõi bên trong nó có một lớp mỏng, nó được cái độ dày nhất định, khoảng một phân, gần một phân, để những cái đường cánh gió đấy là mình bắt buộc phải làm như thế. Còn nếu mà như con Bugatti ở trước bọn mình làm cái cánh gió đấy là nó khá là dày, nó dày để mình giữ được cái trọng lượng khoảng 5-7 ly ấy, thì cái lượng đấy nó cực nặng luôn, mà nặng thì khi nó cánh gió mà đẩy lên ấy thì lực đẩy lên nó rất là nặng, với lại cái motor đấy chứ nó không đẩy được. Thì bây giờ mình sẽ biến đổi nó đi làm lõi bên trong, bởi vì cái này mình học ở nước ngoài, tức là những cái người bạn nước ngoài đấy, người ta làm cánh gió người ta ép vào bên trong một lớp mút xốp, xong rồi đi hai lớp sợi thủy tinh, xong cuối cùng là một lớp carbon, sợi carbon phủ keo lên, xong người ta đánh bóng đẹp mướt mượt luôn anh em ạ. Đấy, cho nên mình sẽ học cái đấy để làm cho những chiếc xe, những cánh gió và những cái cản gió sau này nhá. Phần máy này vẫn còn khá là bẩn đi, không biết là sợi carbon mà mình có mua được dễ dàng hay không, nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng nghiên cứu để tìm và mua nhé. Mua được cái đấy về thì sau đó bọn mình làm thì nó yên trí hơn đấy. Để view cánh gió như con xe đây kia, cánh gió đuôi của nó kia, như con này thì cánh gió nó đây đấy. Cánh gió ấy, nếu có độ dày dẫn như thế kia, nếu mà bọn mình làm đặc hết thì nó rất là nặng kia. Như con màu trắng này thì có người dễ gì này, anh em dễ gì này, xa quá có thì mình không tới kia. Anh em trắng, nếu anh em xem trên video đấy, trên Hikare đấy, thì là nó sẽ có cái cánh gió của nó ấy, thì mình dễ thuyết phục, dễ gìn hơn kia. Còn như con Zeco kia này, Zeco đấy, thì cái cánh gió của nó cũng khá là dày dặn đấy, mà to, mình phải làm sao nhẹ nhất. Được không? Được không? Rửa sạch cái này nó cảm thấy sạch sẽ được không? Tất nhiên là được rồi. Có xe này trông ok không? Theo tôi thấy là tạm thời thì là ok đấy. Nhưng mà mình nếu mà mình lắp được hoàn thiện hết cái cả trước ấy, với cả là
cánh giấu á, cánh gió đằng sau ấy thì quá là wonderful. Ừ, quá tuyệt vời. Đúng rồi. Đấy. Thì là mục đích của bọn mình là cũng cố gắng là muốn làm sao con xe này và con Zeco là đi song song với nhau cùng một dự án. Nhưng mà hiện tại ví dụ con nào mà cần làm trước đoạn công đoạn nào thì bọn mình sẽ phải tập trung vào công đoạn đấy. Còn vẫn có người làm con này và vẫn có người làm con Zeco nhá anh em nhé. Chứ không phải là làm con này không bỏ bát mà buông bỏ ra. Nhưng mà hiện tại thì bọn mình đang phải tập trung vào con này bởi vì vừa làm đất xong đấy thì phải làm sao cái module này này, cái phần body kit của nó này nó được chắc chắn và ổn định lại cái form xe, chứ không thì sợ sau này đấy nếu mà mình để mà không tham gia vào việc của nó tự nó mình tháo hết đất rồi nó không còn cái cốt lõi bên trong nó tự biến ra. Thế là trong khi rửa sạch xe xong rồi mình nhận tính toán rồi thì ép khung thép vào nhé, ép khung thép vào để hình ra hình một cái form xe và bọn mình sẽ làm cái gờ để chạy bắt module đấy. Thì bọn này cái này bọn mình phải tính toán lại thật kỹ lưỡng xem đoạn nào nên làm một đoạn này không nên làm nhé anh em nhé. Đấy, Dũng cái này bắt đầu rửa đấy nên cái này úp xuống rồi rửa đất luôn. Bắn vào cam anh em ạ. Mình phải lau đi. Anh em thông cảm nhá. Ôi. Đất đấy. Lượng đất nó còn bám vào rất là nhiều. Có lẽ mà mình lười chưa có lấy ra cái này cũng phải bắt được ngoài thịt. Như không nhé. Rồi. Một tẹo nữa thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nhé. Bởi vì cái này mình sẽ tham gia lấy chổi để quét sơ qua đi. Chứ còn nếu mà xịt nước nó không thể đi được mọi người ạ. Đấy anh em thấy không? Cái này lượng đất ở trong gầm nó ra này quá nhiều luôn. Đấy, lượng đất này ra thì ra ngoài này mình mới hót đi nhé. Khi cho ra ngoài thì mình mới hót, chứ còn để ở trong gầm mình không thể chui vào mình hót được hết được. Cơ này xịt đấy, nó gọn vào một chỗ bắt đầu mới hót đất đi. Này đèn qua bao nhiêu hôm đất sét này hú hồn luôn. Đất đây. Thấy em đau đúng không? Dạ. Thấy em đau. Nhiều đất bẩn quá. Cái gà nó còn đứa nào nó làm rụng mất cái xẻng ra kìa. Đấy đây. Đấy cái này mới tìm thấy này. Cho qua quá rồi đây rồi thì hót nha.
Thôi được rồi đúng không? À, xịt bên trên kia để chỗ này để cào vào đó. Xịt xịt lên trên kia đi. Mình sẽ lấy chổi. Chổi xong hoắc cái này mới được. Cái đất này bọn mình cũng không có sử dụng đâu bởi vì nó nhiều tạp chất rồi. Đầy đướng rồi thì mình... Đầy đướng xong nó lại nhiều cái dây thép nhỏ nhỏ đấy. Dây thép nhỏ. Với lại lưỡi cứ xịt bên trên đi nhá. Dây thép nhỏ đấy. Không thể dùng được. Cho nên mình cho đây không hót vào, cho thùi rác. Mang ra ngoài cái hố ngoài kia để đổ. Ê, những cái này vứt đi nhưng mà cái này nhặt lại này. Cây này cũng để đôi khi còn lấy keo gì á này vứt đi thì quá này ấy. Cái cây này để lấy bả ma tít nhưng mà không vứt đi rồi. Đây cái khoan động cơ này. Phải xịt qua cái nước phất phất vào đây đi đúng không? Phất nhẹ nhẹ thôi. À, trời. Khá nhiều đất rồi nè. Đấy. Đây còn một cái bút nhưng không biết còn dùng được không? Mình nghĩ chắc là dùng được đấy. Vẫn lên trên xe này tạm. Ây da. Thế phải cho tôi. Hai đổ luôn. Là mình ở đây có cái rãnh cho nên cho cái nước này xuống đây. Cho cái này xuống đây luôn thì sau này đằng não phải lấp đi mà. Đấy, cái rãnh này, cái chỗ này là mất chứa được khá là nhiều đất ấy. Đây đây. Chỗ này là nó cần đang thì thiếu nước này. Thiếu đất này đấy. Đằng nào đất cũng cho ông đây mà. Gần nhà luôn, ở cửa rãnh luôn đấy. Cửa nhà luôn thì dễ sử dụng. Anh em Pagani Bugatti. Từ từ áng xuống à, còn một tí nữa để hót vào đấy để cho ok đó, còn cái màu này, màu đất này chắc là chịu rồi. Vắt những cái to thôi, cái nhỏ này chắc là phải chịu để cho nó chảy vào rãnh, nó chảy ra ngoài cống nhé. Đây thì không phải là ngày nào bọn mình cũng rửa cái nền này bụi bẩn này, gọi là một tuần đấy, cứ tuần hoặc gần tuần hoặc phân tuần hôm nào thấy nó bẩn quá thì bắt đầu mình mới rửa thôi. Cho nên là cái lượng bùn đất ra cũng không có bao nhiêu. Nhà mình chỉ có một cái lối đi lại ra đây cho nên nó mà hơi bị nhiều chỗ nó bị bẩn đấy. Cái này đó mà em nó có đổ một đống đá ở đây mà ông đã đầy đây lấp đi. Cái này con này là sẽ cho con động cơ của con Zeco, sau này sẽ dùng con này mà mình đi cơ mà
La Ferrari. La Ferrari. Đây nhập trùng. Chết rồi. Từ 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 từ, nhờ tí. Rồi, chị qua đấy. Đẹp quá nhỉ. Sạch đẹp thế nhỉ. Cái này bắt đầu xử lý từ trên kia xử lý quá. Những cái đất mà nó ra cái màu đỏ này đi thì cái đất này bọn mình nó nhỏ quá không thể hót nổi, nhưng mình chỉ lấy được những hòn to to từ ngón tay cái này hoặc ngón chân cái đổ lên, chứ nó nhỏ quá mình không thể hót được. Có thu vào ấy thì nó lại toàn là tạp chất thôi, tức là nó ra nhiều những cái sợi với lại những cái sợi thép với lại những cái gì tạp đất tạp, gọi là cái nhựa đấy, cái nhựa mà mình làm giá thể đấy, nó lộn vào với nhau, thế làm mình không lấy được, bắt buộc là phải để cho nó ra màu như này để thành nước cho nó chảy đi đấy. Ngày mai thì làm gì biết nhỉ? Mai nhiều vấn đề, máu đồ vào nắn làm dán lại tất cả những chi tiết đây. Mai có việc vậy, mai có việc xuống được không? Mai chắc là cháu phải tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày kia. Ngày kia mới xuống à? Ngày kia. Dũng về hôm nay là có đúng phát này mới ăn cưới người cũ này, về ăn cưới thật không đùa. À, chắc là phải mất một hôm thì Dũng mới xuống được đây làm tiếp tục công việc với lại chú cháu anh họ mình cái này nhé. Cái này rửa cả cái nền này đi luôn chứ, nhưng mà phải tắt đi để tháo dây ra đã chứ. À, dây vẫn vẹn. À đây đây một đống. Ê, chỉ cái này trước đấy. Đây thì cái nắp capo này, bên trong đất còn nguyên tí á. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy cái lượng đất của nắp capo nhiều chưa? Cái này thì để ngâm một tí cơ, không ra đâu. Hả? Cái này thì để ngâm một tí. Ngâm đó hả? Vậy xịt đủ nước vào đi. Xịt cả bên ngoài luôn ấy. Mình thấy nhiều anh em dùng cái sợi thủy tinh này cũng khá là nhiều rồi. Cũng nhiều người bảo là nếu mà để ý kinh nghiệm thì là cái sợi thủy tinh này ấy, là khi mình có xịt nước mà mình rửa đấy thì mình phải để cho nó thật khô, bởi vì cái sợi thủy tinh nó sẽ ngấm nước mà nó khô được rất là lâu, thì mình phải làm kiểu gì để cho nó khô thật khô, bắt đầu mình mới xử lý bả cho nó mới bắt. Còn nếu mà ví dụ bình thường mà sơn ấy thì bọn mình phải để thật, gọi là phải khô ráo hẳn thì sơn thì là chắc chắn không bao giờ bị bong. Còn nếu mà mình mà cứ để kiểu làm qua mình làm luôn là bên trong nó vẫn còn cái nền sợi thủy tinh ấy, nó nhiều cái gì nó đọng nước đấy, nó ẩm, nó bắt đầu nó phồng lên là thành ra cái lớp bề mặt của bọn mình sơn là nó không được đẹp đấy. Vậy kinh nghiệm bao nhiêu quan là như con Bugatti trước bọn mình làm bị phồng là vì thế, bởi vì không kiểu bọn mình không
không để cho nó khô hẳn bề mặt đấy. Đấy xong bọn mình mới làm là nó lỗi ở như thế. Đây. Đấy, con nào mình sẽ kéo ở đây để rửa. Nốt đi nhé. Đây con La Ferrari. Sao dây cứ bị xoắn thế này? Thì xong cái thấy nhà nó sạch sẽ thoải mái hẳn chú nhỉ? Hả? Thì xong rồi thấy cái nhà nó sạch sẽ ấy, làm việc cảm giác nó thoải mái hẳn nhỉ? Đúng rồi, là khi hết đi. Thì những cái vết đấy là đất sét đấy thì đấy gì lâu lắm rồi bọn mình không hoạt động con Ferrari ra ngoài đường. Cái nào mình phải cho máy nó nổ hoạt động động cơ lên chứ để lâu nó hỏng mất. Thế là có mấy những cái ý kiến anh em là trước cũng bảo của con những con xe mình làm xong ấy thì động cơ mình phải để hoạt động liên tục, thỉnh thoảng này hoạt động động cơ một chút cho nó mới không bị hỏng động cơ, đúng không? À mà thôi đến nó bật thôi, không để bật điện trong nhà lên. Cái thép bọn mình còn chưa biết chỗ, chưa có chỗ để, bởi vì thời gian rồi để nó cũng khá là nhiều chỗ bị chật chất lên rồi đấy. Ferrari mình vẫn kết anh ạ, bởi vì cái độ hầm mố của nó cũng khá là hay ấy, mà cánh cửa nó mở rất là phiêu luôn, cực phiêu luôn. Cơ nào phải lấy cái gì nhỉ, lấy cái túi bóng bọc hết chứ để về nó mốc ẩm mà nó bị mốc. Túi bóng bọc hết lại hai ghế này, bởi mình không đi đâu mình phải bọc lại. La Ferrari này là một trong có hơn 100 chiếc ở trên toàn thế giới, hơn 100 chiếc Ferrari. Rửa sạch qua chứ. Đoạn nào vừa đi qua. Ô rửa cả bên kia đi chứ không rửa à? Cả xe đi. Đừng xịt vào nội thất nha. Đây còn nền một mình lắm. Cái này là kì từ bên đây đi nè. Đây này, nền phải rửa sạch đi nè. Rửa cà phê đi đi. Nghĩa là không rửa nội thất là được. Vào lên những cầu thang mà rửa xuống này kéo. Đúng không ạ? Phải rửa được cao rửa xuống này cơ nó mới sạch được. Đây cái đâu? Hả? Đâu? Đi lối này mà. Đi vào cầu thang này xong à rửa từng nhịp cọc xong mới đi xuống mới được mà. Rửa hả? Mà vẫn rửa mà đợt vẫn rửa mà. Cầu thang kia kiểu đi đất sét ấy, đi lên nhiều bẩn lắm. Được. Rồi, đi lên đi.
đi lên trước, đi lên đầu tiên, rửa từ trên đi, rửa xuống này rồi. Đấy. Bụi không? Đấy anh em xem, toàn đất không? Đây bộ còn chỗ treo quần áo của Nguyên. Nào, qua nào. Đấy. Ok anh ạ. Cái này đây phải cả nền nhà cả rửa cả mọi thứ được về sạch tinh luôn. Đây cái bậc xe này xịt luôn đấy. Ok rồi, vậy dán đây là xong. Ok anh em ạ, đấy, xong. Nói chung là hiện tại chiếc xe mình khá là ok rồi. Ngày mai thì mình sẽ tiến hành vào cái việc cân chỉnh lại form body, tức là các cái vị trí tiếp xúc với lại khuôn, với lại hàn vào phần khung xe anh em ạ. Nói chung là rất phức tạp, nhưng mà anh cứ yên tâm như là cuối năm nay sẽ có hai siêu phẩm cho anh em xem, là năm nay cố gắng làm nhanh chóng, đúng rồi, sẽ cố gắng làm hai chiếc song song đấy. Nhưng mà cơ bản là cứ làm cái nào thì bây giờ có chung form tan cơ bản rồi. Đúng rồi, mô Zco là chưa có khung gầm nữa. Zco bắt đầu cô nào mà đi vào khung gầm thì là lại đi một loạt. Ủa, lưng tập trung con for này cơ bản á gì vậy? Hiện tại thì con for đang nằm kia cho nó đi quần quần đi á. Đấy ok em nhé. Nói chung là lấy cái chú đang gì qua thưởng. Với lại là con phe này lúc nãy về chú quay với anh em xem khá là nhiều. Con phe này nhìn đẹp chứ, mình vừa rồi đi có việc về vừa bảo là bảo với chú là ôi con phe này nhìn ở giữa này cứ nhìn đi nhìn lại vẫn rất là đẹp anh em ạ. Ôi thích con phe này thật vãi. Nếu mà cuối năm nay mình làm xong hai con nữa là mình có 5 con bên nhà, 2 con ở bên này, 3 con, uầy, chất vãi anh em ạ. Hy vọng là mình sẽ có những cái trải nghiệm tốt với lại những chiếc xe, những cái dự án của mình và cũng như là anh em. Và vừa rồi thì nếu mà các bạn đang theo dõi video tới giờ phút này thì cảm ơn rất là nhiều nhé. Ngày mai bọn mình sẽ tiếp tục với công việc, hôm nay rất là nỗ lực rồi. Ok, trời tối lại mọi người này. Bye bye mọi người nhé, chúc mọi người một ngày tuyệt vời. Hello. Bye bye nhé.